Từ xưa tới nay, đã làm người ở thì xác định phải làm tới trầy da tróc dãy, bị phu nhân hành hạ, ngược đãi, gặp phải lão già biến thái. Nhưng không ngờ trên đời này còn có đám nha hoàn không lo không nghĩ như vậy. Bọn họ vừa được chơi, vừa có tiền, có người mê, muốn làm gì thì làm. Bởi vì bọn họ là nha hoàn liên minh. Còn bọn họ nổi tiếng cỡ nào, muốn vô nha hoàn liên minh không dễ đâu. Cô không biết gì hết, làm sao làm nha hoàn? Tôi là lính của đại phu nhân, cô là binh của nhị phu nhân, như nước với lửa. Muốn vượt qua thì phải một chọi một. Là cô. Tôi không chỉ muốn gia nhập Đồng Tâm Minh, tôi còn muốn chia lợi nhuận nữa. Đúng là đè đầu để cướp. Bắt chước người ta dẫn lẫy nữa. Muốn chị em đồng lòng, chỉa giáo ra ngoài. Phải tìm được cách giúp Nguyệt Kiều. Chúng ta đã từ kẻ thù biến thành tỷ muội. Nha hoàn liên minh, chủ nhân là kẻ thù mãi mãi của nha hoàn. Sao chúng ta làm lão gia phải khổ sở như vậy chứ? Đó là muốn nhận được sự chăm sóc của nha hoàn. Thời điểm khác nhau, có nhu cầu khác nhau. Phu nhân ra ngoài, cậy thế hiếp đáp. Mặt cô cũng vậy lắm. Chủ nhân làm việc xưa nay không cần lý do, muốn sao cũng được. Đủ. Tiểu thư đanh đá, ngang tàn hống hách. Nha hoàn phải có sức lực, còn phải nhéo được. Có đường cãi đường cản lối ở đây. Tiểu thư ơi. Nha hoàn liên minh, tìm người như ý là sự nghiệp cả đời của nha hoàn. Chúng ta tìm Lăng Quân như ý rồi gả đi. Người này được lắm đó. Họ chỉ có thể ngắm nhìn, không thể nói đùa, ngoại trừ tôi. Thiếu gia cảnh cáo cậu, cậu được phá mũ của tôi. Xem không trả lời, tôi không tha thứ cho huynh đâu. Giành lấy hạnh phúc, ai cũng không kiêng dè. Muội làm như vậy là gì ai? Không ngờ huynh còn nghi ngờ muội. Thật ra muội đối với huynh từ lâu đã vượt qua tình thầy trò rồi. Đó thì rồi. Nha hoàn liên minh, phát sóng lúc 17 giờ từ 21 tháng 3 trên SCTV 9.